Ê, hôm nay chuẩn bị gì đây? Hôm nay trăm đồng rồi đó. Trăm đồng hả? Lai à, chờ đợi xí giờ lại còn lai. Nghe nghe chị. Alex làm ở đây na chụp phim không? Đúng rồi, na chụp phim á. Mình chỉ có na chụp phim. Đúng rồi, na chụp phim. Nó có nào đậm hơn chứ không? Đậm em phải mix đậm á, chị lên online, chị order đây đi. Xong rồi tụi em ship cho. Tụi em ship phi cho. Đậm ship đúng rồi, đậm chứ đây là cái gì em ship cho. Dạ. Giống như mình mua một cái hộp này mà na mình trả cái giá tiền ở đây. Dạ đúng rồi, trả đây ship thôi. Có cái mẫu rồi, hộp mẫu rồi. Ai bán rồi hả? Ốc quay này là ốc quay này luôn hả? Dạ đúng rồi, ốc quay là cái quay này luôn. Chị muốn lạc nó cũng có, nó trắng nó cũng có nữa. Thì em có quay, shop quay. Hả? Họ đang bán giờ có quay này ở đây là chi ốc quay đúng rồi, shop quay này. Đó cái quay là cái em đó. Dạ đúng rồi. Quay này. Dạ đúng rồi. 80 đồng đó chị. Ok, rồi mọi người cầm ha. Có gì là lại lại coi ha. Đứng quay được không? Quay này. Ok. Smile Jimmy. Hiểu luôn hả? Quay cái chỗ này thôi. Cái nào? Trung tâm này thôi. Ok. Làm đơn giản quá. Mỹ nó coi nó phải Mỹ với Việt Nam mình chứ đôi khi chị em mình hiểu phải không? Mỹ nó thấy nó cái bạch nó nhỏ. Tại vì á, tại cái này là làm theo cái mọi người muốn nên lấy một đống design ra để hái vậy. Rồi, cầm này. Cầm sao? Rồi ra. Rồi. Vậy thôi. Hả? Sao như một tiếng trả hai chục đồng. Một tiếng tôi lấy 60-70 thôi. 60-70 đồng nữa hả? Ừ. Đó rồi bây giờ là sẽ làm giỏi lắm á, giờ tôi không thấy. Trời ơi cái tay dễ thương quá. Tay này đếm tiền này cũng đúng lạ rồi. Tay mổ xẻ đó. Tay mổ xẻ đúng rồi, nó là bác sĩ. Nó chưa biết bao giờ mổ rửa cái chén nữa đâu mà nói vậy. Bao giờ biết rửa cái chén chưa? Thì mổ xẻ luôn rồi rửa chén chị. Chứ đón thì không có đúng rồi đó. Vậy đó mà nó lấy cái đầu con mèo nó hả? Nó chặt ra nó thí nghiệm trong đó. Ok rồi chị ra xí nha. Rồi. Dạ này đi kiếm mình thích nha. Đây cái tay này nha. Tay này làm like nha. Đã mới xỉa mà. Cái chặt của chúng gì á mà khi cả mà thì một bóng thì một bay thiếu thì một bóng thôi vậy luôn để mình tới những ba thì một ngày thứ hai chủ sản đã tạm nhiệt đã nào thì không biết thì mình sẽ còn cái này đúng không biết anh ta học không biết nào. Ok rồi bây giờ người nhà how much for the chili get and the top? Ôi $10 34 người nghe nhiều không? Ok bây giờ nha. Anh là sẽ dán lên. Cái tip này thì mình không cần phải phê vũ nhiều ha. Đang làm bác sĩ bắt nhiều vũ neo luôn. Con làm sao ngày mai con phải nộp test con nếu mà thấy ông thầy không mà cho điểm cho con cao đó. Nói gì vừa xí mày néo ấy. Vừa xí mày néo ấy. Cái gì bằng chua? Cái này giống như chúng ta lại quyển kia. Hai cả nhà mọi người thấy rõ không? Hôm nay lại đang làm một cái demo show tại California Westminster. Các bạn nào mà buổi chiều làm ra thì cũng có thể tới nha. Alex sẽ đóng cửa là 6 giờ. Và ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư Alex cũng có cái lớp ở tại đây luôn. Đó. Và có demo show luôn. À, có gì các bạn nào muốn stop by cái địa chỉ ra là để tên poster rồi. À, hôm nay là sẽ chia sẻ cho cái cách mà làm cái design bằng marble. Và cái thứ hai nữa là Alex là sẽ làm bằng cái ombre. Thường mọi người thích là ombre đúng không? Thì hôm nay là sẽ biểu diễn ombre cho mọi người xem ha.
đó. Alex sẽ bỏ giữ 3 giây này ha. Đó. Cái keo chiếc cái là dính ha. Đó. Rồi. Các bạn thấy không, cái tay này rất là nhỏ hơn. Đó, thường thường mấy cái tay nhỏ vậy các bạn nhớ phải giãn cho nó vô xí nha. Và Alex sẽ làm móng nhọn như cái cô này. Đó. Nó là túi này sinh nhật mẹ. Mày gãi chết đó mẹ. Về massage ngày mong đây massage cho mẹ nên nè. Ôi đắt con. Nó đang thiếu tật tóc cho chị em tính thích chưa chị bỏ. Đó mình bỏ cho. Jimmy ơi. Jimmy mở à, mở nhạc nhỏ xí con lóc mày á. Mở nhạc nhỏ xí. Đó mình vũa vô nè ha. Đó. Các bạn thấy không, cái tip này làm rất là nhanh. Đó mình không cần phải vũa nhiều ha. Rất là nhanh. Cái này Alex sẽ làm cái mà bên này cũng vậy. Ừ, đây là mấy chị em ở trên lót xuống ha. Để xe từ trên lót xuống. Có chị ở bên San Diego. Đó. Sao không nói Florida? Florida nó chị bên Florida hả? Chị nói ngày mai chị mới qua Florida ở mà. Ngày mốt mới về. Nói lại thiệt á. Ok. Ok. À, qua đó là cũng gặp à. Ừ. Nó cũng tới ký vào chắc còn thiếu gì mua á. Dạ đúng rồi, qua Florida gặp tiếp. Qua Florida là gặp Alex đóng bình Ren. Dạ đóng bình Ren. Ok rồi Alex sẽ làm cái marble bằng cái xinh xinh này ha. Đó, những cái màu này. Đó, cái màu này là màu này rất là đẹp ha. Đó, màu này vô là coi như đẹp, vô là coi như là trồng như trồng bảo trồng thương á. Đó. Rồi trước khi làm Alex sẽ vũa cho nó ốm lại bớt cái đường link này ha. Mình phải link cho kỹ, nhớ phải link cho kỹ ra Alex ha. Đó. Bây giờ nó ra mấy cái đầu vũa nha. Dạ. Không phải cho mà xưa mình làm đâu có đầu vũa này đâu. Dạ, bây giờ làm cái này tốt mọi người ở xong nó không có bị làm xuống không có thấy cái lằn đó. Dạ. Thì phải làm chứ không có làm cái nước nó vô nó lơ bị đúng rồi, đúng rồi. Ê, có người không có làm đâu. Thì tùy làm. tùy thôi nếu mình đắp kỹ thì khỏi cần nó. Nó nhưng mà làm kỹ để gì để đẹp. Nó không bị nó không bị mà không phải bị, mà nó mới đẹp không. Dạ đúng rồi, không có đẹp, nó bị cộm mà không có đẹp chứ làm sao mà đắp bột lên cái tay lúc nào cũng phải xuống rồi. Cái tay cũng phải xuống để cho cái bột nó chạy xuống để na trồ chứ còn mình kéo nó đẹp. Ta chụp mày vậy á. Có con nào bán tắt cổ lên mình ký bên đây. Cái kiểu mình không. Ok bây giờ là sẽ đắp ba cái màu này ha, ba cái màu rất là đẹp này. Cả lại sẽ làm ombre cái màu này này. Màu này là cái màu ombre rất là khó đắp nên nó là sẽ chia sẻ với cái tính list. Màu này màu yellow neon nha. Ôi màu đẹp quá nhỉ. Ok. Rồi. Mình không có bỏ trâu bỏ. Em cái này. À đúng cũng là lấy cái nước này nè thầy. Thờ lít mình luôn. Lấy nước này luôn. Các bạn nhớ khi các bạn làm farm marble á, các bạn nhớ khi các bạn làm marble á là các bạn phải lưu ý điều á, mình phải làm sao cho cái nước nó đủ. Đó. Rồi bây giờ là sẽ làm cái ombre ngón này thử ha. Đây là màu vàng. Đó. Nó sẽ giữ nè. Ừ. Các bạn thấy không? Nó vậy ra. Nhẹ thấy nhàng thấy. Thôi. Chị ở ngoài chị thấy rõ nó ở trong online rồi. Không? Đó. Nó like cũng rõ mà. Thôi. Mình thấy không? Đó xong rồi mình sẽ vuốt ra này ha. Mỏng nhẹ nhàng thôi. Càng mỏng càng tốt ở bên hay không? Ta lệch. Vuốt xuống ha. Đó. Nắm là vuốt xuống. Thấy là lại vuốt không? Alex lại ép này. Đó. Khi mà bột nó càng mau khô là mình vuốt bằng gì? Bằng thân cỏ. Đúng rồi. Trên đó hả? Đập cho nó xuống cho nó lẹ chút xíu. Dạ đúng rồi. Khô nhanh. Nó chỉ nói. Nó xuống là từ thấy không? Nó xuống là từ. Đó. Đây con. Đó, kéo xuống là từ cho Alex ha. Đó. Nó lịch lấy thiếu bột rồi. Đó. Để khá vậy ha. Còn thấy không? Xuống rồi ha. Rồi bây giờ là sẽ bỏ một pin lên này.
màu pink rất là đẹp này ha. Đó, thì pink nó có nhiều loại lắm, nó tùy theo mọi người thích nữa ha. Rồi. Pink này là pink này chùa. Ừ, nó lại sẽ đắp hai cục cho mọi người xem thử này, cái pink rất là đẹp không này. Đó. Thấy không? Này, bỏ vô. Bây giờ lon ra đẹp đúng không? Mình làm cho lon trước. Cái này là đổ thêm một xí màu vào nè. Khi mà mình thấy chi chu vậy, thấy chi chu không? Chi chu á là mình mix cái thằng vô ha. Đây. Thằng nào sao vậy? Cho nó đậm ha. Đúng rồi. Mình thấy nó không thấy được. Chi chu không có thấy rõ. Đúng rồi, tại vì nó không đủ cái màu vào nên bởi vì nó thấy liền. Màu đó. Là ba màu luôn hay sao? Nó hai màu mà nó si tu, nó nhìn thấy cái vàng ở dưới rồi. Giờ phải pha thêm đậm vô để cho xíu nữa này. Thấy nó đỡ không? Này, thấy không? Đó, nó không thấy, thấy chưa? Đó, nó ra rất là tự nhiên. Theo lên à? Giống như chim quá. Có mỏ chim hả? Mỏ chim hả? Cái này làm đẹp em nè. Thì nó ra rất là tự nhiên. Tự nhiên à. À, màu đẹp quá, ai muốn mua không? Đó, đây là cái set màu ombre ha. Đó. Rồi. Cái này là sẽ làm cái marble. Lấy nước vậy mẹ. Trong ba màu này. Được lắm, lấy nước cho em được không? Lấy nước đó. Để nước quịt lại cho mẹ. Này đi, đi, đi. Lấy mấy màu luôn hả? Ừ. Cái này thẳng thảy 25 đồng tiếng đồng hồ chứ 20 đồng đâu có đủ. Đúng rồi chị yêu. Hả? Anh chị nè. Hả? Anh chị nè. Lỗ hả? Chị còn xé đâu lại đâu? Đó tiếng gì? Tiếng Huế hả? Ừ. Tiền tê đó. Làm nail nghĩa là tiền tê mỗi nơi luôn á. Ok. Rồi bây giờ này Alex sẽ mix xong ba màu này ha. Nó tùy theo mọi người thích. Marble là nhớ lấy màu màu đậm ít hơn màu lạt ha. Ừ. Lấy màu nào trước rồi. Nhá. Màu nào trước, màu nào sau. Nhớ pho cộng nhiều. Không? Mình thế xuống không? Ồ. Tiếp tục lấy màu màu vàng hay là màu gì giờ tùy theo mọi người thích ha. Cho nó loa loa nha. Ừ. Nước phải nhiều lắm không? Thì đúng rồi. Đó, thấy nó ra không? Ừ. Thấy là thấy rõ lắm. Ừ, thấy rõ để vậy người ta thấy rõ này ha. Ừ, thấy rõ lắm, trả 1 tiếng 25 đồng á. Thấy rõ mi không thấy rõ. Ừ, thấy không? Đó. Marble là gì? Có nghĩa mình thấy đẹp rồi là mình đừng có đụng vô nữa hiểu không? Đó, cũng giờ thấy ra đẹp thì ví dụ mình muốn thêm họa tiết những cái design mình thì mình thích ha. Đó, ví dụ ở đây là sẽ bỏ thêm một xí màu vàng ở đây heo, nhưng mà phải chế độ lỏng nha, lỏng mình theo lỏng là à, tiếp tục xí màu đen như đấy dễ thương quá ha. Đó, bỏ vô ha. Đó, tùy theo mọi người thích đến lấy nha. Đó, túi gì massage cho mom nha. Đó, thấy không? Đó, xong rồi mình làm mobile mình... về massage cho mom hả? Dạ, đúng rồi. Đó, xong rồi là sẽ dán cái kiến vô này ha. Ồ, dán là trời. Mấy cái đó phải dán lên đó hả? Rồi, dán vô cho nó sexy chứ mà. Túi xong rồi. Cái sức sủi ra. Túi về mới nhạc Lady Gaga lên nhảy cho mom coi. Cái này màu mà. À, I'm sexy lấy Mà dán hay chưa đẹp nó còn ướt ha. Dạ đúng rồi. Đó, mình cắt trước khi mình design, nhưng mà trong quá trình làm nó có thể là chia sẻ cho mọi người thêm cái thích tích đó. Ừ. Tùy theo mọi người ha. Ờ, pink acid đồng. Đó, thấy không? Đó. Rồi xong ví dụ nha, nó khô đúng không? Bây giờ muốn đẹp hơn nữa thì bỏ xí clear để mình dính sticker vào. Dính miếng đó vào. Dạ đúng rồi. Lấy ni lông rồi dán vô cũng được. Nó tùy, nó phải mỏng vậy mới dính. Nó phải ni lông nào mới được này. Thường thường á đẹp á, thường thường mấy cái đẹp á, thường thường là chia sẻ lấy màu đậm này ha. Mình bỏ vô thì là cái màu đen á thì nó sẽ hiện đẹp hơn. Cái bên kia. Đó, tùy đấy ha. Đẹp á. Ừ, xong mình bỏ lên. Ni lông cũng bán được tiền nè. Ừ, thì nó sẽ sáng lên ha. Ra ngoài nó xíu đi. Nhớ nha. Dẻo tay đừng có dẻo quá nha. À, đi luôn á. Có nghĩa là coi như là
bỏ xí vô, lại bỏ xí nước bột đen vô đây này. Quá trời người thả tim. Thả tim hả? Một trăm mấy chục rồi đó. Bánh bánh thêm rồi, thả tim. Bánh thêm. Mi không có mở được cái này, mở được mi lấy like cho vô một cái nữa. Thì xong mai về like cho mọi người xem ha. À, thấy không? Nó tùy theo mỗi người thích ha. Mà xong ha. Nhớ phải ướt nha. Phải ướt cho là xí này. À, xong rồi đúng không? Rồi mình có thể vẽ thêm design hay là mình theo theo kiểu mình thích ha. Xong rồi nước nữa. Nước nữa này. Lại nước. Cái ly nhỏ quá. Uống nước tại vì làm like á thì chia sẻ. Nên là lịch cần dập dập rất là nhiều rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, thank you chị yêu ha. Rồi là sẽ lắp cái này lên này. Cái clear này, chị quay qua em lấy clear này, quay qua đây này. Đó, phải lấy từng chi tiết nhẹ cho mọi người thấy rõ ha. Nha. Sau này sẽ bỏ lên. Nhẹ nhàng thôi. Đừng có bảnh quá nha. Bảnh quá là bị mất sấp liền đó. Rồi, thấy không? Bỏ lên, chị thấy không? Đó, đẹp không? Cũng có ướt mà. Dạ đúng rồi. Clear mà. Clear. Đó, nhẹ nhàng thôi ha. Cho mình vuốt xuống. Hai mọi người ha. À, có thể Alex không có thấy được cái message của mọi người nói, nhưng mà có thể là người mà Alex mướn đứng quay live có thể là chỉ 1 tiếng 25 đồng hồ, thì các bạn cứ hỏi question thoải mái ha, người sẽ phiên dịch, người đó sẽ phiên dịch lại và Alex sẽ trả lời ha. Trời ơi mệt lắm, lát đi, đi massage đây này. Massage đó hả? Trời ơi. Thì xong rồi con gái massage đẹp cho chị đẹp lắm nè, thấy không? Đó cái marble vậy, bởi em nói á, bột màu á thì nó làm marble có thể nó tự nhiên hơn. Còn nếu mà làm bằng treo á cái kia thì nó có thể hơi, nó không được tự nhiên giống cái này. Đó, nó tùy theo thôi. Mà nhúng đâu có được ra bồ, nhúng đâu phải không? Dạ đúng rồi chị. Ok, rồi. Smile đâu rồi? Smile, smile, smile đi đâu rồi không biết nữa. Smile, smile đi ăn rồi. Ok, model quay tiếp ha. Rồi. Đó, đây là cái ombre của cái này. Còn cái này là cái marble. Đó, giờ cái này lại sẽ làm cái khác ha. Thả tim đi. Bây giờ mọi người muốn Alex làm gì đây? Mọi người làm gì à? Demo tomorrow chú gia. Ok, ngày mai cũng có demo nhé. Có nghĩa demo gần 3 ngày luôn. Thứ 2, 3 tôi cũng có demo luôn. Ngày mai đúng mà. Đó. Nên là các bạn nào ví dụ như mà sao có tới được thì có thể tới thứ 2, 3, 4. Đó, nhưng ngày mai lại có lớp nữa. Thì cũng có mở cái demo nhỏ. Rồi bây giờ ví dụ đại khái cái này đại khái vậy ha. Xong rồi. Thì thấy không? Sang Đức không kìa. À, sang Đức không kìa. Sang Đức á, sang Đức Alex nhóm mà lại cũng tính dự tính là sẽ sang Đức á. Ok, làm màu xanh này ha, làm màu xanh này ví dụ giờ làm gì đây? Cầm tay gái Đức cho biết kìa. Hả? Tip fan này. Ok. Fan hả? Đó, chị đẹp này có như 2 triệu đồng chị đẹp này luôn. Đây này. Tiếp với họ. Ok, ok, là sẽ bỏ vô này ha. What time the demo tomorrow? From tomorrow from 10 to 5. 10 to 5. Yeah, 10 to 5. Uh-huh. Nhẹ nhàng các bạn thấy không? Đó, mỏng thôi. Đây là cái pin này là cái pin suy chu. Các bạn nhớ nha. Đó, suy chu cho lẹt. Thấy không? Rồi bây giờ là sẽ vũ vô này, vuốt mỏng đi thôi. Đó, cho nó đẹp ra. Bên này cũng vậy. Bạn đang làm chỗ nào vậy? Alex đang làm ở trường Westminster nha. Westminster. Trường học các bạn lên cái Facebook của Alex có địa chỉ trên đó. Đó các bạn nằm ở Westminster 7871 Westminster. Đó các bạn thấy hàng xong đúng không? Rồi Alex mới cắt này. Để khô xí cắt mới đẹp nha, còn cắt liền nó thấy nó bị rất là xấu nha. Mình làm cái pin trước à, chứ không phải làm cái quay trước. Tùy chị, tùy thôi. Nhiều tùy thêm là. Tùy người. Cái chuối anh lên lắm. Nè, đó, Alex sẽ cắt vô này ha. Cắt mỏng nha. Dạ đúng rồi. Từng lấy cái tiếp cái số bự hơn xí này ha. Nó cho nó sâu hai bên góc này ha. Cái neo cho nó cong tự nhiên lên. Rồi bây giờ Alex sẽ đẩy bột màu lên nha. Nhìn, nhìn này. Alex sẽ đẩy bột màu vô này. Đó, bột màu vô. Tùy cho mỗi người thích. Đó. Cũng trộn ba miền luôn. Đó, cái này màu đen. Đúng rồi. Ba tiền. Vì đang có màu đen cho nên không có màu trắng. Không phải làm gì không? Đẹp á. Đó, quay gần như nữa, quay gần như nữa. Gần như nữa. Không cần không thấy. Không được thấy. Nghe gần cũng được thấy hả? Nghe không được thấy đây nè. Nhìn thấy nhìn camera TV được không? Nhìn cái này nè. Không có rõ bằng cái kia, lại đến đây mà kêu nhìn TV. Thấy không? Đó, model. Đó.
quay chả không làm đồng tiếng rồi. Mướn cái tay này á hả? Nha, thấy không? Đó, nó xong rồi là sẽ bỏ cái màu khác vô ha. Đó, tùy theo mỗi người cái cách mà khi mình loan nó đẹp ha. Đó, bỏ lên. Ở đó sắp sắp phòng lỏng à. Rồi bây giờ mới tiếp tục là sẽ bỏ cái dĩa kiến lên này. Nhưng mà cái này làm là một ly nha, nó phải mỏng thôi, đừng có dày quá. Cũng phải bỏ nước khi nữa mà phải không? Đúng rồi. Nữa. Là sẽ chành này ha, đây là cách nít mà là chành cho nó ra cái mao bộ tự nhiên này. Đó, thấy không? Đập cho nó vô, đó, thấy không? Đó. Hai anh Quang, hai như gai. Đó, xong rồi thấy không? Xong rồi ví dụ bây giờ bỏ lên các bạn thấy không? Một đi này ha, nó mỏng, thấy nó mỏng không? À, bây giờ mỏng, bây giờ mình nó bỏ clear vô này. Ví dụ chị nói ơi chị thích cái màu quá, bỏ thêm xíu màu chị vui. À, chị vui à, bỏ vô. À, xanh lợt đúng rồi. Chị có bỏ nhiều quá là nó lại nhiều quá nó ra giống cải lương vậy. Nhớ nha. Đừng hát cải lương nha. Đó, xong rồi bỏ clear vào. Đừng hát cải lương với đừng tắm nha. Nè. À, giữ đây xíu này ha. Giữ đây 3 giây. Ở trên không cần hả? À, trên nó hồng lên gì nó lên gì trên đó hết á. Này giữ đây cho lệch này, hút ra này. Nhẹ nhàng thôi ha. Thì nó nằm trong thế nằm trong hết không? Đó. Nằm trong hết nó đều hết. Đó. Xong rồi tay múa con gái nữa. Nhớ nha. Rồi xong giờ vuốt xuống này. Đúng rồi, vuốt ngang xuống hai bên thôi. Ở dưới ít lại ha. Thì nó không có bị. Đó, còn thấy không? Đó. Rồi tiếp tục Alex sẽ làm một cái design khác nữa. Cái có hồng nó còn nhô lên thì nhìn cũng nhìn. Đúng rồi, cái hồng phải nhô như vậy thì chặt nó có độ cong. Đó, nhớ nha. Còn bỏ clear không? Còn bỏ bột clear nữa không hả? Cái gì chửi. Ừ, giờ giữ ra xin ha. Cái gì đây nữa? Cái lẫn này giống như bột. Giống như bột ha. Ừ. Nào con cá. Đánh cá vẫn được hết. Rồi lấy ra. Thấy không? Nhẹ nhàng thôi. Ok thì cắt cái đó chứ. Rồi xong rồi bỏ kim tuyến hay là bỏ cái màu này mình thích. Đại khái như bỏ màu, nếu màu này thì bình thường thì có thể mình bỏ màu đen vô đây này, thấy không? Nhưng mà nhớ lấy khi lấy mỏng thôi ha, đừng có dày quá. Thấy không? Mỏng thôi. Đó, thấy không? Mỏng vậy á. Rồi khi mình vuốt ra nó rất là đẹp. Đó. Đó, tùy theo một cái technique đó, cái bộ nail ha. Đó, hai anh Quang, hai you guys. Ok, and it done đúng không? Bây giờ là sẽ dụa cho mọi người xem thử ha. Bỏ treo cho mọi người xem thử. Phụ anh đóng cái nắp cái nào của em. Cái này chị? No, cái này không cần bỏ clear lên. Dạ, tay bút măng rồi nha. Dạ, đúng rồi. Chị đợi xí đó, bởi vì mình cố gắng mình làm sao để cái shape cho nó đẹp á, thì chị không cần phải làm nhiều lắm ha. Đó, vừa sơ là nó cũng đẹp nữa. Mấy ngón này coi. Mình phải cố gắng. Ừ. Chúng ta coi mấy ngón này. Wow, thích cái ngón này nè. Ok, rồi bây giờ là sẽ vừa xếp cho coi ha. Ừ. Cái màu vàng, cái màu này đẹp. Ừ. Ừ. Là trời nhiều hơn. Ừ, vừa sớm cho đẹp. Như cả lương quá, màu mẹ. Màu vàng nó tùy màu nữa, cái màu này thì nhìn nó tẻ trung, còn cái màu mà vàng mà giống dần khè vậy á. Ừ, nó tùy theo cái cách mà chị phối màu, thứ hai chị mix màu thôi ha. Còn mình muốn có những cái màu đẹp á thì mình ó để mình có cái trang trí sang tí ra, đúng rồi. Đó. Mình vừa sơ xí ha. Lâu quá rồi giờ nghĩ lại nó cái mùi ghê sợ. Nó lĩnh vậy. Cứ nghĩ thì một lần đó đắp một mình ra hôi nè. Mà lịch dạy 40 học sinh đó, 50 học sinh đó. Ôi trời ơi. Ngày đầu tiên xong rồi có như ngày nó chưa khô không sao. Ngày đầu tiên xong, ôi trời ơi, nó thở không nổi nữa. Hết đi. Như đó. Sợ. Nhiều quá. Khi là xong rồi mình lấy ra đi. Lấy cho nó sạch ra. Thở tôi cũng làm ở Florida, giờ đưa lại cho chị này nè. Đó, rồi, thấy không? Cái sáng này nè, thở ơn lỗi rồi. Đó, xong rồi ha. Cái bên này cũng vậy, vừa cái xếp cho nó sắc sảo vào. Con sẽ mãi cho móng này mới dẫu rồi.
mềm gì đó con, nhẫn nhẫn, nhớ là móc từ dưới lên này, luồn cái xếp vô. Ừ. Luồn vô cho nó đẹp. Ê hai Trang khỏe không? Mình đang làm gì ngon đó thấy không? Đó thì nó sẽ đẹp hơn, các bạn thấy cái xếp không? Đó xong rồi ha. Ai là chỉ lấy máy chạy sơ sơ thôi đó, nhưng mà làm demo ở đây ấy, tại vì demo thôi đấy, nên các bạn nhớ phải lưu ý những cái cách mà thao tác các bạn làm đó. Rồi thứ hai nữa, ví dụ cái tay nó khô đúng không, các bạn sẽ thấy được cái da lắm mà khi Alex làm ra này ha, đây này các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp này, như gai xít nó không mau rồi ha. Thì nhớ cái độ cong này em nói không, làm cái này phải anh da anh cao lên thì tập nó sẽ có độ cong của cái neo nó sẽ đẹp hơn đó. Đó. Còn mà chị không làm cao lên á, cặp chị đắp lên chị vũ ra nó bằng, nó phẳng hết luôn đó, bởi em nói là anh da anh lên đó, anh da anh cho em thấy không, này nó sẽ tách đôi ra hết thấy không. Đó, tách đôi cái răng ra này ha, nó lòi ra này ha, nó nhẹ nhàng vuốt bên này cũng vậy luôn, nó nhẹ nhàng cho em nha, không có mảnh quá nha. À để nhìn có bụng nó nằm vô rồi ha. Dạ đúng rồi chị yêu, đó thấy không. Đó thì cái bột đen nó sẽ nằm trên cái đường đó thôi, như con cá là đúng rồi đó, là sẽ vuốt bên này cái nữa rồi thấy không. Cái bụng này đó nè, nè chạy một cái theo bởi rất là nhanh đó, bên này một cái bóp vô đó. Ừ. Ví dụ móng dài móng nhỏ đó mình để cái tay này, mình giữ cái tay này, này ha, để cho nó bớt cái lực đó, để khách nó không đau đau cái tay người ta. Đúng rồi đúng rồi đó, mình làm giỏi là một phần thôi, mình phải gentle khách nữa đó, khi người khách tới người ta cảm nhận được cái sự thoải mái đó thì người khách người ta sẽ để relax cho mình làm đó. Nhiều người á gồng cái tay á, đúng rồi, đó, gồng tay kẹt đang gồng á, gồng cái tay á, cầm chết người. Đó, bây giờ ha, chắc chiều á, đây đi làm về với ghế á, ghế á lại nhiều á. Dạ. Đang muốn học hỏi cái design rồi mua đồ dùm á lại. Xong rồi thường thì Alex có cái đồ vũa nhỏ, nó là chạy sơ qua thôi, hoặc là chạy sơ cái qua thôi ha. Nhưng thường thì Alex ít vũa lắm đó, có sơ xong Alex bỏ cái đèn, có cái đèn này, các bạn sẽ thấy được cái độ đẹp ha, nó ra stand rồi. Chị vũa này này, bỏ cho em này, em bỏ treo cho mọi người thấy này, bỏ này chị này, đây này ha, cái đồ phơi bụi của em này, cái cây là thành thánh rồi, con lấy rồi, cái này mua ở ngoài Home Depot. Đó, phủi bụi ra. Rồi, bây giờ Alex sẽ bỏ treo lên ha, nhìn này. Này, à, chị bỏ dưới cho em đi. Nó sẽ hiện ra này. À, chân xây đẹp quá. Cái này nó sáng rồi, thấy không? Đó, nó tùy theo cái kiểu mà mình thích đó. Đó. Thường thường làm mấy cái này nó phải đậm theo những cái detail sâu. Nhớ nha. À, xin quá anh rồi, thank you. Còn cái này là cái ombre này, các bạn thấy này, anh là chưa vũa đúng không, anh là chưa mới đắp lên, anh mới vũa hai bên hông thôi đó. Cái màu vàng nó hồng, các bạn thấy không, đó, nó rất là đẹp ha. Rồi cái này là anh là thích nhất này, nó sẽ ra cái hình dưới này, các bạn thấy không, nó sẽ hiện lên này, mấy khúc nối lên thấy không đó, tùy theo cái thả lỏng cho lại, thả lỏng cho thường là muốn lên thấy đó, muốn gồng đó. mình thì muốn bỏ quèo gõng bỏ cái đèn cho lại này, bỏ đèn đó phân này đó, nên là đó là những này cầm này đó, rồi chị nhớ là quay thẳng người ta ha, chưa xong. Okay. Rồi đây là cái vít này là sẽ bỏ dầu lên ha, cái vít này là cái vít tự làm, cái vít này là bỏ dầu đó, các bạn mua cái vít này ở ngoài Walmart á, nó này chữ này ha, push bỏ dầu vô nó làm hay lắm, nó không có dơ nó, cái này là tẩy xuống hả, là mới phát hiện thôi này, này thấy không, sạch không đó, tại nhiều thế nào cũng ở chấm rồi, cái dầu gì đấy cũng thấy có người đi hỏi mua cái này cho dầu coi, dầu gì đấy, cái này bỏ dầu lên chị cho chụp hình đẹp, mà thứ hai thường thường chị lấy cái dầu oi gì bỏ lên thì nó nhiều quá ha, một kinh cái gì vậy. Này ăn gian chứ đó, thấy không, cho nó sạch sẽ đẹp quá.
Không, thường thường chị làm xong á, làm một phần xong mà chị chụp hình muốn đẹp chị phải làm cái này. Thì cái da nó mới đẹp được. Còn không mà chị không bỏ lên nó. Đúng rồi, nó khô nó chụp hình có đẹp. Đó. Đó. Đây là quay này, này. Nè. Các bạn thấy không? Đó. Đó, thấy không? Các bạn thấy được cái độ cong tự nhiên của cái nail này ha. Đó, cong tự nhiên này ha. Đó, phải cố gắng nha. Đó, cong tự nhiên. Đó. Ok, các bạn thấy không? Đây là cái vần niền của mỗi cái thao tác, mỗi cái detail Alex chia sẻ cho mọi người ha. Để có gì các bạn sẽ... Các bạn thấy không? Đó. Alex đâu có vũa nhiều không? Alex đắp xong Alex chưa vũa nữa. Đó, nên các bạn cố gắng không thấy vũa nữa. Đó, thấy không? Đó, đây là cái demo show. Đó. Hai chiếc CC2 này. À, ở qua mặt thì ở khu vực nào vậy anh biết mà. Hai chị cần gì không? Có muốn làm demo em làm cho. Hả? Demo muốn làm nail thử không? Anh test cho. Đó, đây là cái sản phẩm rất là nhiều sản phẩm ha. Đó. Rồi. Ok, vậy là xong rồi ha. Rồi đó, vậy là xong rồi đó. Đó rồi. À, coi như mang ba món này túi về massage cho mẹ. Mẹ ơi, Molly đây. Số đu massage for your mom ok. Ok, bye. Ok, Alex bye bye mọi người nha. Bye chị yêu.